Anh khóc làm cái gì hả Muộn ơi? Anh làm gì sai ha Lân? Sao nói anh muộn? Tôi không thể chấp nhận anh nữa. Sao vậy? Anh làm gì sai? Anh đàn ông con trai mà anh yêu quá. Anh yêu cái gì? Nói anh nghe đi. 10 năm nay rồi anh chưa lần nào dẫn tôi lên đỉnh núi Everest hết. Xạo quá. Anh nhớ cũng được 1-2 lần chứ bộ. Em cứ nói quá không à. Nói chung là tôi thấy anh đàn ông mà anh yêu quá rồi. Thôi tôi không thể chấp nhận anh được nữa. Đúng rồi, đàn bà nó muốn bỏ là bỏ. Ai biểu tôi nói anh mà anh nghe. Em nói cái gì mà anh chưa nghe? Tôi nói anh yếu vậy thì mua kẹo sâm Hammer ông ngậm bà khen mà ngậm cho nó khỏe lên để dẫn tôi lên núi nữa. Ý em nói anh bị yếu sinh lý phải không? Anh ngậm đi, tôi không bỏ anh nữa. Thề nữa nha.